Mọi người nhớ, ở đây nhớ, những ai dân chơi nghe phát biết video này là video gì luôn. Đùa thôi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Shonen Action. Lại là mình đây, hôm nay mình sẽ mang tới cho các bạn điểm tin về One Piece số thứ 3 nhé. Điểm tin đầu tiên, Douglas Bullitt trong movie One Piece Stampede đã đánh bại tất cả các siêu tân tinh. Đoạn trailer của One Piece Stampede cho thấy thế hệ tồi tệ nhất trừ Zoro đen đã bị Douglas Bullitt đánh bại. Vậy Bullitt mạnh mẽ tới cỡ nào? Ở đây, bạn có thể thấy sự xuất hiện đặc biệt của các nhân vật như Urok và Apo. Bullitt đang xuất hiện dưới hình dạng một con robot trước họ. Robot chắc chắn đã được Bullitt kết hợp và dùng nó để đánh bại các siêu tân tinh. Đoạn trailer còn cho thấy Apo vừa trải qua một trận chiến khốc liệt và bị trọng thương. Tiếp theo, Kid và Killer dần dần bị hạ gục. Thậm chí cả Percy Hawkins trong hình dạng bù nhìn cũng oẳng theo. X-Drake hóa hình sư thành một con khủng long cùng với Urok chiến đấu, nhưng liệu có ăn thua không? Bên cạnh đó, chúng ta có thể thấy được rằng Ruffy, Rob Lucci, Sabo, Bo Hancock, Buggy, Smoker, Ruffy và Law sẽ hợp tác để chiến đấu với cả Bullitt. Đây sẽ là một liên minh rất lớn bởi vì nó liên quan đến mũ rơm, hải quân, CBO và lực lượng cách mạng. Chỉ cần như vậy thôi là mình đã rất háo hức mong đợi movie này ra mắt để đi xem rồi. Còn các bạn thì sao? Điểm tin số 2, một số mức tiền thưởng truy nã bí ẩn trong One Piece Stampede được hé lộ. Trailer One Piece movie mới trong những giây đầu tiên đã cho thấy một bộ sưu tập các poster được vẽ sẵn. Thật vậy, hầu hết người hâm mộ chắc chắn sẽ tập trung vào poster của băng mũ rơm và chắc chắn sẽ tập trung vào 1 tỷ 500 triệu của Ruffy. Nhưng có lẽ ít người biết rằng tiền thưởng của Shiki cũng xuất hiện ở đó. Mặc dù hình ảnh ở đó không rõ ràng, nhưng chữ viết trên poster rõ ràng là Shiki. Bạn có thể tìm thấy hình ảnh lúc 5 giây trên video của trailer One Piece Stampede. Nhưng con số bao gồm tiền thưởng của Shiki cũng không được nhìn thấy rõ, hình như là bắt đầu bằng số 6. Bạn nghĩ Shiki sẽ truy nã bao nhiêu tiền? 60.000, 600.000 belly, 6 triệu hay 60 triệu? Ngoài Shiki ra thì còn tiền thưởng của Battlers. Có lẽ không nhiều bạn nhớ đến nhân vật này bởi vì anh ta là một nhân vật phản diện trong bộ phim One Piece thứ 3, Vương quốc của Chopper trên đảo động vật kỳ lạ. Hình ảnh có thể được tìm thấy trong cùng một giây trên trailer, đó là lúc nửa giây. Cũng giống như trước đây, tiền thưởng của anh ta cũng không rõ ràng. Điểm tin thứ 3, Dâu Trắng là một tứ hoàng thiệt hơn so với các tứ hoàng khác. Di sản cuối cùng của Dâu Trắng không phải là một đống tài sản dường như Weevil và Buckin tìm kiếm, mà là một ngôi làng xinh đẹp và yên bình. So với Kaido, Big Mom và Dâu Đen thì dường như Dâu Trắng lại hơi thiệt thòi so với họ. Kaido là người cai trị chính của Wano, dưới trướng của Kaido là đội quân hùng hậu, các headliner và các đội trưởng băng bách thú, còn có cả Shogun Orochi cầm đầu đội quân Oniwabansu rất khỏe và lực lưỡng. Big Mom, bà là người cai trị đảo bánh, mỗi khi có tổ chức sự kiện thì tất cả những người nổi tiếng và phóng viên sẽ phải đến, nếu không thì Big Mom sẽ nổi điên và giết tất cả những ai trái lời bà. Ngay cả Dâu Đen, người hiện đang đảm nhận vị trí của Dâu Trắng, cũng được thể hiện là người cai trị một hòn đảo cùng với các cô gái xinh đẹp. Đối với Dâu Trắng, dường như sự giàu có không phải là ước mơ của ông. Dâu Trắng mơ về một gia đình và một ngôi làng nhỏ để sinh sống và đã được thể hiện trong anime One Piece tập 890. Đó chính là mơ ước nhỏ nhoi của Dâu Trắng, nhưng Weevil đã phá hủy ngôi làng này, đặc biệt vì Weevil và mẹ anh ta sẽ không hiểu ngôi làng này có giá trị như thế nào đối với Dâu Trắng cả. Đừng quên nhấn like và subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và ủng hộ Shonen Action phát triển nhé. Chúc các bạn có một kỳ nghỉ hè vui vẻ và những cuộc đi chơi thú vị. Trong hè này mình sẽ liên tục ra video phục vụ anh em nhé.